mình đã quay trở lại đây và mình phát hiện được một hang nhện rất là to các bạn, trên này đấy, rất là to luôn. Và mình mong là may mắn nó sẽ mỉm cười với mình. Hồi nãy là một cái hang to rồi và không có một cái gì hết, không phải là không có mà nó sâu quá. Và mình mong là cái hang này nó sẽ vớt giác cho mình một chút, một chút thôi. À chu cha, cái hang này nhìn cũng căng rồi nha. Cái hang này như là bằng cái tổ mối các bạn à. Bạn nhìn nè, mà thôi cứ đào rồi tính. Thấy nè, hang rất rất là đẹp. Mình nghĩ là cái hang này là cái tổ mối các bạn ơi. Trời đủ thiệt luôn ta. Ôi ơi, làm sao đây, sống sao đây, giờ nó chia đường, nó chia hai ba đường luôn các bạn. Trời đủ giỡn hả ta, mình thấy hơi phiêu rồi đấy. To thiệt, hang đúng bao to luôn. Nhưng mà mình, ây da, ôi cha, có con rết nó lại ôm trứng nữa các bạn ơi, tội lỗi quá. Đây các bạn, đây nè, các bạn thấy không, nó đang ôm trứng. Mình làm rớt trứng của nó rồi. Mình làm rớt nè, trứng của nó nè. Chu cha, thiệt tình. Ok, biết sao giờ. Mình giờ mình không biết là con nhện nó sẽ nằm ở hướng bên nào nữa. Ồ đây bạn ơi, ồ đây các bạn ơi. Mình thấy, à cái xác của nó, cái xác của nó khá là to các bạn nè. Nghĩ là chắc không ở bên này. Nhìn cái hang thấy quải quá, mong mà nó chỉ nông nông thôi, chứ còn mà sâu quá thì mình cũng chịu thua. Thôi chịu các bạn ơi, còn chịu rồi đó. Ôi, chán thiệt. Đúng. Ôi, có lẽ không may mắn rồi. Số bắt đầu đen rồi. Bạn thấy nè, đây có cái hang nhện nè. Nhưng mà nó là con nhện gì á, chứ không phải là taran. Mà các bạn thấy hang rất là đẹp đúng không? Đây một cái nữa, không biết có phải không à. Cứ đào đại thôi, ra con gì thì nó ra. Rồi cũng tịch ngồi luôn. Ê, chán, quá chán luôn các bạn ơi. Đúng là cuộc sống mà, đôi lúc đâu phải lúc nào cũng may mắn các bạn. Làm video mà nó tạch thế này. Tin nào mình thấy Đà Lạt cũng phiêu quá các bạn.
Mình nghe nói là Đà Lạt có taran nhá, có người đào được, nhưng mà mình không biết ở chỗ nào, nhưng mà nghe nói là có. Thì đó, mình mới đào được đó. Nhưng mà ý là con to cơ. Còn này mấy con bé bé không à, mà không cho được một con. Tôi nói tức gì đâu. Buồn thiệt chứ. Ok thôi, mình kết thúc clip ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.